Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thân mến, Tất Thành Cang bị phê bình do đảng hết thời hạn xử lý. Cựu quan chức chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang bị kỷ luật do đã có khuyết điểm và là vi phạm trong sai phạm về dự án khu đô thị mới Thủy Thủ Thiêm. Tuy nhiên, vì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, đảng nên chỉ bị phê bình. Truyền thông trong nước dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến vào chiều ngày 7 tháng 8 với thông tin vừa nêu. Cụ thể, ông Tất Thành Cang thuộc trong số 66 đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận phê Bình đối với ba thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Tất Thành Cang, bà Phan, bà Phan Thị Thắng và ông Bùi Xuân Cường. Cả ba đều được xác định có khuyết điểm và vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình. Đồng thời còn có 6 đảng viên khác nhận hình thức kỷ luật nhưng cũng do hết hạn thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên được kết luận phê bình. Ngoài ra, còn có 5 đảng viên bị kỷ luật dưới hình thức cảnh cáo và khiển trách. Chiều ngày 7 tháng 8, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban chấp hành thông báo về kết quả xem xét kỷ luật thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên đối với vụ việc dự án khu đô thị mới thủ thiêm đảng ủy tổng công ty xây dựng sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đảng ủy tổng công ty du lịch sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đảng ủy tổng công ty văn hóa sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đảng ủy tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đảng ủy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc quận ủy thủ đức Huyện ủy Bình Chánh, huyện ủy Củ Chi. Theo đó, kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với vụ việc dự tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có quyết điểm vi phạm Cụ thể Ban Thường vụ Thành ủy đã có văn bản báo cáo đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một số người. Đối với bà Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có bà Phan Thị Thắng, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính. Ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố. Ông Tất Thành Cang, thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Các cá nhân trên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý luật đảng nên ban chấp hành đảng bộ thành phố thống nhất kết luận phê bình. Ủy ban kiểm tra thành ủy đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 người kỷ luật bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật ông Tạ Quang Vinh, nguyên phó giám đốc sở tài chính bằng hình thức cảnh cáo kỷ luật nguyễn quốc chiến chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết thành phố nguyên trưởng ban vật giá sở tài chính bằng hình thức cảnh cáo kỷ luật nguyễn thế vinh bí thư đảng ủy trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ tiêm bằng hình thức khiển trách kỷ luật nguyễn văn hồng phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường bằng hình thức khiển trách ủy viên biển kiểm tra thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 người đó là Nguyễn Anh Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Lê Hữu Dũng, nguyên phó trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Quách Hồng Tuyến, nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tám, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Đỗ Hữu Nam, Phó trưởng Phòng Kinh tế Kinh tế Ngành, nguyên Phó trưởng Phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư. Những người trên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình. Liên quan đến vụ việc Ủy ban kiểm tra thành ủy đã phê chuẩn phê bình đối với 38 người do có cùng chịu trách nhiệm liên quan đến việc tham mưu tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật thống nhất và chưa đem xét xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, trong cùng ngày 7 tháng 8, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho báo giới biết tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 53 tuổi được tại ngoại để chữa bệnh. Ông Khanh bị cấm khỏi nơi cư trú ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm. Tòa án tỉnh Bình Dương trong khi thợ sơ thẩm diễn ra hồi tháng 5 năm 2020 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Khanh sau đó làm đơn kháng cáo kêu oan. Ngày 7 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với những sai phạm trong dự án khu đô thị mới thủ thiêm. Tất Thành Càng kẻ tội đồ trong mắt dân oan thủ thiêm. Mặc dù có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng, nên đồng đảng thống nhất kết luận chỉ phê bình. Tháng 12 năm 2018, Tất Thành Cang có sai phạm khi vượt thẩm quyền khi phê duyệt và ký hợp đồng cho xây dựng 4 tuyến đường đắt đỏ ở khu vực mới khu đô thị Thủ Thiêm, được cho là 4 tuyến đường này đắt đỏ nhất hành tinh chưa có nước nào có giá thành đắt như vậy. Và ngày 26 tháng 12 tại Hội đồng Trung ương 9 khóa 12, Tất Thành Càng đã bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Để đẩy người dân Thủ Thiêm đến đường cùng, Tất Thành Cang đã sử dụng bàn tay sắt cưỡng chế khiến hàng trăm người bị đẩy ra đường, nhiều gia đình rơi vào cạnh màn trời chiếu đất. Sau 4 năm chờ đợi công lý tháng 8 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh thông báo hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên hình thức xử phạt dành cho Tất Thành Cang là phê bình. Hình thức kỷ luật dành cho Tất Thành Cang từ Thành Hồ là câu trả lời mà Đảng Cộng sản dành cho những người dân Việt Nam, đặc biệt là dân oan khi đã ra tay tiêu diệt sự phản kháng của người dân đồng tâm chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, những mong đợi của người dân về việc xử tội những quan chức đã vi phạm luật pháp, có những hành vi tham nhũng hối lộ ăn cướp tài sản của dân trong dự án khu đô thị mới thủ thiêm đã bốc hơi chỉ còn mùi hôi thối của Đảng Cộng sản Việt Nam bốc lên. Vào chiều ngày 8 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về quyết định xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với những quan tham vô cùng độc ác này đối với mảnh đất Thủ Thiêm. Kết luận là những tên trong bộ trung kiên với đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đến nay đã hết thời hạn xử lý kỷ luật đảng nên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kết luận phê bình. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình để dày dưa vụ án này và sau đó thì để hết hiệu lực xử lý và sau đó thì chỉ là phê bình. Đứng đầu là những tên tội phạm được hạ cánh an toàn này là tất thành cang ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hiện là thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử Hồ Chí Minh đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Đây là tên quan tham đã chiếm đoạt hàng ngàn căn nhà và đất đai của dân nghèo mặc dù không nằm trong danh quy hoạch và danh thu hồi đất đền bù một bán gấp 250 lần cho doanh nghiệp. Bên cạnh Tất Thành Cang là hai thành ủy viên khác thuộc nhiệm kỳ 2015 đến 2020, đó là Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên giám đốc Sở Tài chính, Bùi Xuân Cường, bí thư Đảng ủy, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành Hồ, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Còn lại là một lũ bầy đàn cán bộ Hồ Chí Minh. Cảnh cáo Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tạ Quang Vinh, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên trưởng ban vật giá, Sở Tài chính. Khiển trách Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trong đó thì có phê bình 38 đảng viên liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Và bỏ qua không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể và do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phê bình, cảnh cáo, khiển trách và bỏ qua. Đó là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam của những tên chưa bị lộ xử lý những tên và đồng chí của mình đã bị lộ. Phê bình cảnh cáo khiển trách và tiếp tục bỏ qua. Điều đó có nghĩa là những tên tội phạm không những hạ cánh an toàn mà vẫn tiếp tục là đảng ủy viên, cán bộ, quan chức ngồi ghế lãnh đạo, tiếp tục sự nghiệp, ăn không chừa thứ gì của dân. Cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình, cảnh cáo, khiển trách rồi bỏ qua. Tất cả cũng là tất thành cang, tam thành cơ và tên này đang xứng đáng cho vai trò Phó trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo Công trình Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị và các bạn vào đảng là con đường ngắn nhất để có thể thành tư bản vào đảng cũng là con đường ngắn nhất để chuốc lấy thù hận của nhân dân con đường đi đến giàu sang nhưng đầy oán hận này được lát bằng quyền lực độc tài quan trọng nhất là con đường này đưa con người càng ngày càng đến gần với con vận họ có thể hạ cánh an toàn với bao nhiêu là của cải cướp đạt được từ nhân dân nhưng họ không thể nào hạ cánh an toàn để hoàn lương trở thành khi tay họ đã nhuốm đầy máu và nước mắt của bao nhiêu người mà chắc chắn họ không bao giờ rửa sạch và khi nhân tính trong họ không còn nữa bao nhiêu năm lập mưu tính kế hành động để nói như lời của một người trong họ ăn của dân không từ thứ gì những đảng viên cộng sản ở mọi cấp lâu nay nhìn vào gương chỉ thấy một con thú đội dưới một lốt con người nhìn lại mình dưới bộ áo quần sang trọng đắt tiền dưới làn da màu mỡ là con người gỗ đá chưa chơ với bao nhiêu là đau khổ của đồng loại quanh mình nước mắt và máu có rơi trên họ thì cũng như rơi trên đá họ còn tệ hơn cả đá và gỗ đá không hại người còn với họ thì một chữ ký một câu ra lệnh là tự như dư sóng thần đau khổ đổ xuống cuốn phăng thì bao nhiêu hạnh phúc và bình an của người dân. Những đảng viên nên lấy tự vấn tàn tích lương tâm của họ để không phải trở về với nhân dân mà trở về với thế giới của con người. Hãy thoái đảng theo cách riêng nào đấy của mình để còn cơ hội, cơ hội nhìn thấy bóng của con người mình phản chiếu trong gương, nhìn thẳng vào mặt người, thân trong gia đình. Đừng nói mình chỉ là đảng viên quen một con ốc nhỏ trong vô vàn con ốc nhỏ trong cuồng máy quyền lực Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đứng dưới bóng của cái ác, dù anh ở trung tâm hay tận ngoại cùng của cái bóng ấy là một phần của nó, tức anh hiện thân là cái ác. Thế thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi